Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện diễn tập năm 2022. Phần cuối chương trình là nội dung huyện đoàn Krông Búc tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2022. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 11 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2021, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn huyện gặp không ít những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhưng các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, càng khó khăn thì càng phải thi đua. Với thành tích nổi bật, năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện đã phát hiện, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến, kịp thời khích lệ động viên các tập thể cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2021, biểu dương khen thưởng cho 76 tập thể, 199 cá nhân, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 67 tập thể và 865 cá nhân, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân, công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 4 đơn vị, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân, vinh dự được Chủ tịch nước tặng một huân chương lao động hạng 3 và một huân chương lao động hạng 2. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2021 của huyện Krông Búc, để công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đạt nhiều kết quả hơn nữa. Các đồng chí đề nghị các cấp ngành địa phương trong huyện cần tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành của các cấp ngành, đổi mới hình thức nội dung phát động phong trào thi đua, tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào thi đua, xác định rõ chủ đề nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua. Các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, nêu gương các điển hình tiên tiến và phổ biến nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực tế, để phong trào thi đua trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa rộng khắp. Chiều ngày 10 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, lực lượng dự bị động viên năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Y Nim Mờ Lô, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong năm qua, công tác huấn luyện trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, cơ quan quân sự các cấp đã triển khai nghiêm túc phối hợp với đơn vị nhận nguồn và địa phương giao nguồn, triển khai công tác động viên, huấn luyện, diễn tập được tiến hành chặt chẽ, thiết thực, có hiệu quả. Việc huy động lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đạt 100% quân số. Tổ chức huấn luyện cán bộ cấp phân đội trở lên hơn 240 đồng chí. Huấn luyện khung B, dự bị động viên, kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện phân đội đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xác định nhiệm vụ năm 2022, ý kiến tham luận của các cơ quan đơn vị giao nguồn và nhận nguồn đều thống nhất với các nội dung trọng tâm về thực hiện công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra lực lượng dự bị động viên. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng cán bộ khung B, đảm bảo tốt công tác đảng, công tác chính trị, công tác chính sách hậu phương, quân đội và đảm bảo đầy đủ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ cho quân nhân khi có lệnh tập trung huấn luyện, sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022. Sáng ngày 10 tháng 3, huyện đoàn Krông Búc tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2022.
với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo, với phương châm Thanh niên vì cộng đồng, xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên, tháng thanh niên năm 2022 được triển khai với nhiều nội dung hình thức mới, phương thức hoạt động, các phần việc, công trình ý nghĩa sẽ được tổ chức thực hiện từ cấp huyện đến cấp cơ sở đoàn trong toàn huyện, hướng đến trẻ em, hộ gia đình, hộ người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi. Tiếp tục triển khai phong trào Tuổi trẻ Chromebook chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong chuỗi thời gian hoạt động từ 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2022, cùng với những nội dung của kế hoạch đề ra, tháng thanh niên năm 2022 còn tập trung các hoạt động trọng tâm và ý nghĩa về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về ý nghĩa mục đích của tháng thanh niên. Hoạt động của tháng thanh niên phải phát huy tinh thần xung kích sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, đại diện huyện đoàn Krông Búc đã trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập năm học 2021-2022, trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 8 hộ gia đình khó khăn của thôn 6 xã Chiên Né, trao bảng công trình thanh niên nước sạch vì yêu thương do câu lạc bộ Vì yêu thương thành phố Hồ Chí Minh tặng cho trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự xã Chư Bâng. Cũng tại buổi lễ, đoàn xã Chiên Né đã động thổ khởi công công trình thanh niên sân bóng chuyền hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.